Trung Quốc góp phần nhấn chìm miền Bắc Việt Nam trong lũ lụt. Cơn bão số 3 có tên quốc tế là Yagi và đổ bộ tràn qua các tỉnh miền Bắc Việt Nam vào ngày 7 tháng 9, gây ra thảm họa thiên tai nghiêm trọng. Đây là một cơn bão được đánh giá có sức mạnh chưa từng thấy. Bão Yagi với sức gió cao nhất đến cấp 16, sau đó kéo theo những cơn mưa rất lớn, gây ra tình trạng lũ lụt, sạt lở, vỡ đê và tạo nên khung cảnh tàn hoang tại các thành phố, thị xã, tỉnh miền núi, trung du và ven biển. Nước lũ cũng gây ra vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ. Theo thống kê của báo cáo ban đầu Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đã có ít nhất gần 200 người chết và mất tích, hàng trăm người khác bị thương. Trong những ngày mưa lớn vừa qua, mực nước ở các sông thuộc đồng bằng sông Hồng đã tăng cao. Có một số tàu thủy bị cho là trôi dạt theo sông Hồng từ Trung Quốc qua Việt Nam, gây hại cho một số cầu đường dọc đường nó đi. Vào ngày 11 tháng 9, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin lũ lụt đe dọa nhấn chìm miền Bắc Việt Nam, đề nghị Trung Quốc ngừng xả lũ. Bản tin cho biết đã có hàng trăm người chết và mất tích khi nước lũ các sông lớn ở miền Bắc dâng cao, có nguy cơ nhấn chìm một số tỉnh, trong đó có cả Hà Nội. Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa cấp tốc đề nghị với Trung Quốc ngừng xả lũ trên sông Hồng. Trước đó, vào ngày 10 tháng 9, đài BBC cũng cho hay Trung Quốc trước mắt không có ý định xả lũ trên thượng nguồn sông Hồng. Theo đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông báo cho biết đã trao đổi với đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội hôm 9 tháng 9. Việt Nam đề nghị Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ lượng nước từ thượng nguồn sông Hồng đổ xuống hạ lưu. Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và lãnh sự quán tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam cũng khẩn trương làm việc với Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Sở Ngoại vụ tỉnh Vân Nam về việc kiểm soát xả lũ ở thượng nguồn sông Hồng thuộc tỉnh Vân Nam. Đồng thời, phía Việt Nam cũng đề nghị Trung Quốc giảm đóng cửa xả tại các đập thủy điện ở thượng nguồn. Nếu có xả lũ thì cần thông báo kịp thời về thời điểm và lưu lượng xả lũ để phía Việt Nam có thể chủ động điều phối. Theo giới quan sát, sau khi Trung Quốc nói trước mắt không có ý định xả lũ hai thủy điện trên thượng nguồn, lập tức mức nước lũ tại Lào Cai đã xuống, nhưng tại khu vực Yên Bái lũ vẫn trên mức báo động số 3, mực nước cao hơn 2 mét so với các mốc lịch sử. Qua tìm hiểu, sông Hồng chi phối gần như hoàn toàn các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, khởi nguồn từ Trung Quốc. Để tiếp xúc đầu tiên của sông Hồng với lãnh thổ Việt Nam là tại huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Chính giữa sông là điểm phân chia lãnh thổ hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Sông Hồng chảy dọc và là biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Trung Quốc với khoảng hơn 80 km chiều dài. Khi đến thành phố Lào Cai, sông Hồng chảy hẳn vào lãnh thổ của Việt Nam. Có thể thấy rằng lũ lụt ở Lào Cai, Yên Bái chủ yếu do nguồn nước từ Trung Quốc đổ sang. Chính lượng nước khổng lồ đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến nạn lũ lụt trầm trọng ở các tỉnh miền Bắc trong những ngày vừa qua. Có nghi vấn cho rằng việc phía Trung Quốc xả lũ quá mức cần thiết từ thượng nguồn sông Hồng là một phép thử. Đồng thời, đây được cho là một sự cảnh báo của Trung Quốc với Tổng Bí thư Tô Lâm rằng chớ vượt làn ranh đỏ cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như Việt Nam và Mỹ. Những nghi vấn này cho rằng việc sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Trung Quốc giảm hoặc đóng cửa xả tại các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Hồng thì lập tức mực nước ở Lào Cai đã giảm xuống là một minh chứng hết sức rõ ràng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Trung Quốc góp phần nhấn chìm miền Bắc Việt Nam trong lũ lụt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao quân đội và công an phải cân bằng quyền lực thì Tổng Bí thư Tô Lâm mới được yên? Tranh chấp quyền lực giữa phe công an của Tổng Bí thư Tô Lâm và phần còn lại trong đảng mà phe quân đội đang là trung tâm đang gây trở ngại lớn cho Tô Lâm khi muốn lật ngược thế cờ. Đây là một vấn đề thực sự nghiêm trọng. Một câu hỏi đặt ra là vì sao ở thời điểm này đảng cần cân bằng quyền lực giữa công an và quân đội để chấm dứt xung đột kéo dài trong nội bộ? Theo giới phân tích, lực lượng quân đội và công an là hai công cụ được đảng hết sức coi trọng. Đây là tấm lá chắn bảo vệ cho chế độ, bảo vệ đất nước và người dân. Trên thực tế, giữa quân đội và công an không thể tránh khỏi những tranh chấp về quyền lực bởi họ có những nhiệm vụ, chức năng chồng chéo
và đặc biệt có sự cạnh tranh quyết liệt về ngân sách quốc gia cũng như sức ảnh hưởng của mỗi bên trong đảng. Nếu không có gì thay đổi theo kế hoạch tại kỳ họp thường niên của Quốc hội khóa 15 vào tháng 10 năm 2024, Quốc hội sẽ bầu chủ tịch nước mới thay cho ông Tô Lâm. Đây là lần thứ ba liên tiếp trong vòng chưa đầy 2 năm Đảng và Nhà nước Việt Nam phải thay đổi nhân sự cho chiếc ghế chủ tịch nước. Chủ tịch nước Tô Lâm đã buộc phải tự nguyện rút lui khỏi chiếc ghế nóng này trước áp lực trong nội bộ của Đảng, đặc biệt là từ giới tướng lĩnh của các phe cánh quân đội. Với lý do các phe cánh đối thủ của Tổng Bí thư không muốn để ông Tô Lâm nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối theo mô hình nhất thể hóa. Điều này trái với nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách đã được duy trì từ năm 1986 sau khi Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời. Tuy nhiên, bản chất sâu xa của vấn đề là có nhiều dấu hiệu cho thấy trong tương lai không xa, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ là một lãnh đạo chuyên quyền và độc tài. Với biện pháp sử dụng các hồ sơ, dữ liệu, tình báo của Bộ Công an, ông Tô Lâm đã, đang và sẽ sẵn sàng đốn ngã bất kỳ ai cản bước tiến của mình. Trong giai đoạn hiện nay, ông Tô Lâm đã và đang gấp rút tạo ra một cơ cấu quyền lực mang tính gia đình chính. Giới quan sát nhận định, nhân sự tân chủ tịch nước sẽ là một tướng lĩnh cấp cao từ quân đội. Điều này nhằm cân bằng quyền lực với phe công an, đồng thời giải tỏa các lo ngại cho rằng phe tướng lĩnh quân đội sẽ chặn đường tiến tới chiếc ghế Tổng Bí thư của Tô Lâm trong đại hội lần thứ 14, nhất là khi những cá nhân đại diện cho quyền lợi của công an ngày càng nắm các chức vụ trọng yếu hơn. Thậm chí cũng có những ý kiến cực đoan khẳng định phe quân đội sẽ tìm mọi cách để bẫy Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế Tổng Bí thư trong các kỳ họp trung ương khi bàn về công tác nhân sự cấp cao vào cuối nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13. Nếu xét về hệ thống tổ chức của Đảng, thì Bộ Chính trị là cơ quan quyền lực cao nhất, chịu trách nhiệm điều hành Đảng giữa hai kỳ đại hội. Tại thời điểm này, với cơ cấu Bộ Chính trị có 15 ủy viên, trong đó những người gốc gác công an bao gồm Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Nguyễn Hòa Bình, Phan Đình Trạc, Nguyễn Văn Nên và Lương Tam Quảng. Trong khi đó, phe quân đội chỉ có 4 ủy viên bao gồm Lương Cường, Phan Văn Giang, Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Xuân Thắng là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Điều này cho thấy những người xuất thân từ công an đang nắm các vị trí quan trọng và số lượng áp đảo so với phe quân đội. Đây cũng là nguyên nhân sâu xa, là nguồn cơn của hai mối bất hòa giữa hai thế lực chính trị quan trọng nhất trên chính trường Việt Nam, đồng thời cũng là lý do gần đây cũng có tin cho rằng phe tướng lĩnh quân đội đã đưa ra tuyên bố quân đội phải là trung tâm quyền lực chính trị, chứ không phải là công an. Quý vị các bạn theo dõi bản tin vì sao quân đội và công an phải cân bằng quyền lực thì Tổng Bí thư Tô Lâm mới được yên. Quý vị các bạn chia sẻ video này cho những người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.